Từ kim cang là bảo vệ chánh pháp diệt tâm có vậy thôi. Chỗ nào có thiền tâm chánh thức kẻ có đức ông niệm trợ, còn ngoài ra ông tới. Mà các thần khác như thần giữ thần thiền vậy đó thì nó bảo vệ các cái chùa lý. Mình phải hiểu thần kim cang duy nhất để bảo vệ diệt tâm thôi. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca giảng pháp hoàn toàn thần kim cang ở đằng sau, ổng đi đâu thần kim cang theo đó, ổng không làm, nhưng mà ai xúc phạm tới ổng thì thần kim cang đọc, chứ không có vậy đâu, nó không có nhiệm vụ vậy thôi, chứ còn mà không có làm gì nhiệm vụ khác. Giống như ở thế gian này, cái anh cảnh sát chuyên môn hộ tống những lãnh đạo thì ổng chuyên môn làm, chứ không dùng đầu đường bắt ai, phải không? Còn các anh cảnh sát ngoài đường bắt xe thì được quyền vô xe nhà người ta, nhiệm vụ nào nó ra nhiệm vụ đấy. Thần kim cang cũng vậy, chuyên môn cái này thôi. Còn ở trong thế giới này thần phước thiện, thần ác, thần dữ ôi nó nhiều lắm, chứ không phải đâu. Xong xong cái Hà Bá cũng là thần Hà Bá, chứ không phải đấy đâu. Núi cũng là thần núi, chứ không phải. Cái gì nó có ở đây, nhiệm vụ ở đây là. Còn thần thần cang đó nó đúng là ổng ngủ không à, đến khi nào thiền tông thức, thiền tông thức dậy, ổng thức dậy là không phải ổng ngủ, hay ổng đi, ổng đi tập bảy tập ba giờ mình hỏi tiếp đi. Thần kim cang có một hay là có nhiều dữ liệu? Thần kim cang tức kia là quỷ đó, giống như con người của mình này nè. Thần kim cang cũng là thần thôi, nhưng mà nó kim, cái kim cang là cái phụ trách, giống như con người của mình nè. Con người cảnh sát để phụ trách cái ngành cảnh sát, con người quân đội phụ trách ngành quân đội, con người hành chánh phụ trách ngành hành chánh. Chúng ta biết được nha, thần kim cang là cho thần chủ dùng phân, kêu bằng phân nhiệm vụ thì nó có cái định từ này, có nghĩa là thần kim cang bảo vệ một vị Phật. Mà chừng nào có vị Phật thì thần kim cang có xuất hiện, giống như một cái quốc gia đó mà chưa có ông vua thì có ai vào tuyển cái ông bảo vệ vua, mà ngày xưa ta gọi là bảo vệ quốc dân, có nghĩa là có ông vua thì mới có cái người đó phụ trách bảo vệ vua, gọi là thì vị Phật ra đời thì thần kim cang, một vị thần nó mang cái danh hiệu kim cang để bảo vệ một vị Phật. Tùy theo cái thời gian, suốt khi mà suốt chiều dài lịch sử Phật giáo, thần kim cang không xuất hiện là khi xuất hiện khi mà một vị Phật giảng đạo, khi mà một vị Phật truyền thiền, đấy là thì nó mới xuất hiện. Khi mà công bố quyền ký thì vị Phật xuất hiện thì thần kim cang mới xuất hiện. Phải hiểu cái thế giới này, tức là lúc nào thần kim cang cũng xuất hiện, không phải vậy. Nó xuất hiện tùy theo cái nhiệm vụ, cái hoàn cảnh để nhiệm vụ làm. Giờ con hỏi tiếp đi. Tiếp theo xin mời đoàn miền Nam đặt câu hỏi tiếp ạ. Kính thưa bác Nguyễn Nhân và toàn thể quý vị có mặt hôm nay, tôi tên Trần Xuân, ở đoàn Phú Tân, An Giang, có những câu hỏi nhờ thầy giải đáp dùm. Thứ nhất, tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng ta không thấy thờ thần hộ pháp mà thờ thần kim cang? Xin bác giải thích dùm. Ở thế gian này nó chia hai loại chùa, một chùa tu hành theo vật lý là do thần hộ pháp trợ giúp. Bây giờ anh tu bất cứ cái gì mà anh muốn thành tựu có hiện tượng là do hộ pháp giúp anh. Cái đó là của thế giới vật lý. Còn chùa Thiền Tông thờ thần kim cang, cái này nó không phải là thờ mà để biểu trưng cho ổng thôi. Nếu thờ thì phải cúng ổng, mà này không có cúng, thấy không? Vì để ổng trên cao thôi. Mà để trên cao nó có hai cái chỗ để. Một là cái chỗ ổng kiếm thiền, chỗ nào có lập chỗ kiếm thiền là có ổng. Hoặc là
độ anh Nam Mani Kiều Trường Như và chín người bạn thì có nghĩa là khai thị cái pháp môn thiền tông này thần Kim Cang mới tham gia. Còn nếu mà khai thị tu vật lý thì phải là thần hộ pháp. Hộ pháp là cái pháp vật lý đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới biết chùa thiền tông Tân Diệu thờ thờ thần Kim Cang, còn tất cả các chùa kia người ta thờ thần hộ pháp. Nó có hai ý đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vì sao lại gọi ngài là thần Kim Cang và ngài xuất hiện thường ở đâu thầy? Chữ Kim Cang á là gọi là thế gian này gọi là Kim Cang bất hoại, có nghĩa là ổng đánh mình được mà đánh ổng được, gọi là Kim Cang bất hoại, có nghĩa là ông thần này không ai làm gì được ổng hết, thấy không? Vì thế mà ổng mới theo hộ trì chánh pháp thiền tông. Chứ nếu mà thần mà gỡ thần hộ pháp mà được gặp, mà gặp mấy ông khổ chúa ổng đập chết luôn á. Mấy thần hộ pháp sợ ông thánh chúa lắm. Còn thần Kim Cang không sợ ai, bất cứ trong trái đất này thần nào cũng không thua vậy, mà thánh nào ổng cũng không sợ, gọi là mở thần Kim Cang. Vì ta xét chứ là Kim Cang bất hoại, có nghĩa là cái sức của nó là không thể nào phá vỡ được, gọi là Kim Cang. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở các chùa vật lý á, thì thường là cúng cho thần ăn. Vậy chứ ở chùa Thiền Tông Tân Diệu thì không có cúng. Vậy chứ thường thần Kim Cang ăn gì? Thầy chúng ta là nhiệm vụ ông thôi chứ để ăn cái gì? Thầy thì hỏi cái nhiệm vụ của ông rồi. Ở đây bởi vì sao thầy có cúng mạnh duy nhất thì cúng là cúng hồ. Nên nhớ là năm đều chiều cúng hồ. Năm đều chiều để đi kêu cúng hồ để trở lại là người để thần kiên ta là cái nhận nhiệm vụ. Bây giờ tôi nói là ở thế gian này một anh lính đã kêu một gác trước cửa mấy cái nhà có cho ăn không? Anh đã lương và anh lại ăn, anh có nhiệm vụ lên gác thôi. Cái chuyện đó là hệ thống của thần nó khác, không có ăn vừa vừa mãi thần có ăn hay cái đồ xe của một người cúng đâu mà cúng là nó có hồn. Bây giờ tôi nói nè, tại làm sao mà cái các chùa nó không thần nhập được, thần đâu có thần nhập đâu. Mà thằng không vô là ai vô, hồn mới vô, thì mình cúng cái hồn đó. Bây giờ mình nói là phải ăn chửi mình. Thế là nó rõ ràng như vậy chứ. Ông thần nào, ông thần là nó có chuyện đây. Bởi vì mình là mấy cái người ở trong gia đình á, dụ gia đình mấy người đưa tiền để đi hỗ trợ người này người kia, không chứ chắc là chắc chắn là ai hỗ trợ đâu. Nhưng mà cái người lấy tiền đó là chính người đó là để ăn đó. Bây giờ mình mời tới đây nó lộ tẩy hết thần được. Cực thần Kim Cang có một phần chữ thôi, cái có phải gì mình cũng cực đang được. Một mình ổng ra lương mà ổng được. Cái có nghĩa là một vị Phật ra đời thì Phật phải theo dõi. Ông Phật làm cái gì phải giúp đỡ ông, có chuyện thôi. Mình chứ mình đừng có tự mình cứu cho người ta cả. Được bắt đầu đi tập bảy tập ba nữa rồi phải tiếp. Dạ thưa thầy, cho con biết công thức trở thành thần Kim Cang như thế nào ạ? Đọc lại. Dạ thưa thầy cho con biết công thức trở thành thần Kim Cang như thế nào ạ? Cái này là cái nguyện lực chứ không phải công thức. Giống như ở thế gian mình này, giống như tôi lớn lên học bác sĩ để cứu bệnh, cái đó là cái nguyện ước của mình. Còn muốn trở thành thần Kim Cang vậy, tôi muốn trở thành là thần để giúp đỡ thầy như kia, đó là do cái nguyện ước của mình. Do nguyện ước của khi là một con người là cái trung tâm luân hồi ở đây đi hưởng phước hay là hưởng quả là do cái con người sử dụng cái tưởng, suy nghĩ và hành động của mình nó mới tạo ra cái quả đó. Còn bây giờ muốn nguyện ước là làm giống như mình ở thế gian này, giờ tôi muốn làm anh cảnh sát thì anh phải thi vô, anh học thi vô mới vô cảnh sát. Cảnh sát là cái nhiệm vụ gì? Cảnh sát là vô đó nó chia ra nhiều ngành, thằng điều tra, thằng bắt tội phạm, rồi thằng chặn xe, thằng đi xét nhà, thì do cái nguyện
nguyện ước của người. Còn ở đây thì vô trong cơ quan cũng vậy, ở giờ anh muốn làm gì, làm cái sáng anh muốn làm gì, nó tôi ra muốn đứng đường đẩy ra đứng đường, muốn làm gì văn phòng thì vô văn phòng, muốn làm tư pháp cảnh sát, tư pháp trợ lý tòa án thì đi vô trong ngành tòa trợ lý, rồi muốn cảnh sát bảo vệ mấy ông lớn thì gọi là cảnh sát bảo vệ yếu nhân. Do cái ham muốn của con người, ham muốn mà mình đi tổ chức nào nó cũng vậy, nó phải có đủ ngành hết thì thần nó cũng vậy. Thì là thần nó không khác gì mình, bởi vì ta nói là dương gian âm phủ đồng nhất lý được cái chỗ này. Do cái ham muốn của con người nó mới thực hiện ham muốn được. Cho nên mà anh không ham muốn thì còn lâu anh mới... Bây giờ anh muốn vô làm công chức, nhưng mà công chức thì làm cái gì, anh làm cái gì này, thư ký đánh máy hay là bảo vệ hay là đi công văn, thì nó do cái ham muốn của mình. Thì rồi thần nó cũng vậy.